Xin chào tất cả anh em nha. Rồi anh em quay review cho anh em mình xem một con xe rùa nội địa Nhật. Tải là 250kg nha anh em. Để động cơ xăng xích cao su. Đó, anh em thấy còn rất là đẹp luôn nha. Tay lái inox nè. Đó. Con này nó có hỗ trợ bên tay luôn ha. Đây động cơ xăng. Động cơ Kawasaki F200 5PS nha anh em. Công suất của máy là 5PS. Xích đâu còn ok hết nha anh em. Đây tay ga. Đó, kéo về lên ga. Chuyển hướng hai bên nha, trái phải. Đó, đây bên trái nè. Bên phải anh em muốn chuyển hướng bên nào thì bóp càng bên đó. Số nó thì là 5 số ha. Đây, nó 3 số tới và 2 số lùi ha. Đó, có mũi tên màu xanh này là 1 2 3 là đi tới nè. Còn chỉ mũi tên mà chỉ xuống là số lùi là 1 2 số là ha, 1 2. Đó, gặp qua đây. Đó, lùi chậm là lùi số 1. Đó. Máy động cơ Kawasaki đời mới luôn nha anh em. Đó. Đây máy cũng rất là đẹp luôn. Cái nước nhôm nó còn trắng phiếu luôn ha. Này. Bên tay thì anh em bóp này lên. Đó. Đây 250kg. Mấy con ốc nó còn 7 màu luôn nè. Đó. Đây dàn để em quay cho anh em mình xem cái dàn thùng ở dưới ha. Ốc 7 màu luôn ha. Dưới đây mà còn mới nè. Đẹp chưa? Này anh em có thể nới rộng được cái thùng này ra thêm ha. Dàn ốc mình rồi kéo ra. Rồi xong mình siết lại. Đó, xích nè. Xích rất là đẹp luôn. Rồi nổ luôn đi. Cái động cơ là bên cửa hàng em là bảo hành cho nên 1 năm luôn thôi, giờ dần hơi ha, bảo hành 1 năm. Đó, không có biết khó luôn nha anh em. Nè, hiện tại là đang đi số lùi ở cấp độ 2 ha. Số lùi nó 2 số, 1, 2. Đó, tới nè. Vậy lẹ dữ lắm. Cái cần mà nó có anh em vô số là gạt cái cần ngang inox đó, để vô Amaya ha, và ngắt số đó. Đó, vô số là anh em gạt cái cần nó lên thì nó mới chạy được nha. Nó 250kg nhưng mà anh em có thể chở khoảng 300kg ha, đổ lại ha. Máy 5 ngựa rất là mạnh luôn. Cái chiều dài của cái thùng này là 1m4 nha anh em, còn chiều ngang là khoảng 57 ha, 57 cm. Nhưng mà anh em có thể kéo dài ra và kéo rộng ra được nha. Rồi ok. Ta lái inox. Để tắt máy đây nha anh em. Ăn vô tắt nè. Đó, ăn giữ là tắt. Thì cứ việc được gọi trực tiếp qua số điện thoại 0373 453 63 hoặc là 0933 351 76 để em sẽ báo giá cho anh em ha.
Còn nếu nào mà muốn tới cửa hàng xem trực tiếp luôn á thì đi qua địa chỉ là cửa hàng 50 cơ Nguyễn Châu nha anh em. Địa chỉ là 277 quốc lộ 56 Hùng Vương, thị trấn Gia Dương, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đây số điện thoại là trên đây nha anh em. 0913 948706 hoặc là 0933 351 76 ha. 0972 547272 ha. 0988 437272 ha là số cửa hàng nha anh em. Hiện tại thì cũng có một số thành phần là lấy cái tên cửa hàng của em để mà đăng lấy cái hình ảnh thôi chứ nha anh em, để mà lấy tiền cọc của anh em á, là không thì anh em hãy lưu ý về vấn đề đó nha. Để giá rất là rẻ luôn, cái người đó là để giá rất là rẻ luôn nha anh em. Để anh em thấy rẻ thì anh em cọc liền, nhưng mà thực tế là không có phải cửa hàng em nha. Đó, anh em nào mua thì cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại 0373 45363 nha anh em, hoặc là 0933 351 76 ha. Thì số điện thoại là em có để trong phần mô tả hoặc là cái chủ đề của cái video ha. Đó, anh em có thể coi chỗ đó ha. Rồi, mai xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha.